Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì không có đích xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngoài những mục thường lệ trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và anh chị em về cuộc trước ngày thứ tư lễ trăng tại Roma. Sau đó là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với 60 giám mục vạn phong trào Focolare. Tiếp đến là bài nói về việc Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Mỹ Latin quan tâm đến giới trẻ. Trước hết là một vài tin nhắn đáng chú ý với kinh phượng và ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3 với Mai Hương. Đức Thượng phụ danh dự Bartolomeo gặp gỡ các giám mục Công giáo Hung Gia Lợi. Trong chuyến viếng thăm Hung Gia Lợi trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 3, Đức Thượng phụ đại kết thành Constantinople đã gặp gỡ với các giám mục Công giáo của quốc gia này. Trong buổi gặp gỡ, Ngài đưa ra nhận xét sau: cuộc khủng hoảng lan rộng như một bệnh dịch ở châu Âu ngày hôm nay và đe dọa sự thống nhất của lục địa này là kết quả của một quá trình phân hủy tinh thần liên tục, cố làm cho người ta tách ra khỏi truyền thống Kitô giáo và giáo hội và giải thể các cơ chế quan trọng của quốc gia và gia đình. Quân đội được điều động bảo vệ các Kitô hữu tại bang Odisha. Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được điều động đến bang Odisha phía đông Ấn Độ tiếp theo sau một cuộc tấn công của các thành phần ứng giáo cực đoan vào một nhà thờ Công giáo đang được xây dựng. Những kẻ tấn công đã hăm dọa giết chết những công nhân xây dựng và gia đình họ, tờ Hindustan Times cho biết như trên. Bang Odisha trước đây được gọi là bang Odisha nhưng phải đổi tên vì nó khét tiếng với vụ tàn sát vào năm 2008 giết chết hơn 50 Kitô hữu và làm 50.000 tín hữu Kitô phải chạy lánh nạn. Một linh mục Công giáo bị đánh đến chết tại Calabria, Italy. Cha Lazzaro Longobardi dường như đã bị giết bởi những cú đánh bằng một thanh sắt. Cảnh sát đã tìm thấy hung khí này bên ngoài nhà thờ. Cảnh sát đang câu lưu một nghi can là người thường xuyên hỏi xin tiền cha Lazzaro Longobardi. Tòa thánh và Bururi ký thỏa thuận đảm bảo tình trạng pháp lý của giáo hội Công giáo. Tòa thánh và Bururi đã ký một thỏa thuận chính thức đảm bảo tình trạng pháp lý của giáo hội Công giáo tại quốc gia đầu kỳ này. Phòng báo chí tòa thánh cho biết như trên hôm 3 tháng 3, thỏa thuận này đã được đàm phán vào năm 2012. Cũng đưa ra một khuôn khổ pháp lý cho hôn nhân, nơi thờ phượng, các việc từ thiện giáo dục, các lưu ý quân đội, trại giam và thuế tài sản. Burundi có 68% là người Công giáo. Nước này đã có quan hệ ngoại giao với tòa thánh từ năm 1963. Tương lai của ngân hàng Vatican, Đức Hồng Y Rothschild, người vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Kinh tế, nói Ngài không nghĩ Đức Thánh Cha sẽ đóng cửa ngân hàng Vatican. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với John Allen của tờ Boston Globe, Đức Hồng Y Pell nói khả năng đóng cửa ngân hàng Vatican hay còn gọi là viện giáo vụ là rất thấp. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Sydney, Úc Đại Lợi cho biết, Đức Thánh Cha Francisco quyết tâm mang lại tính minh bạch và đáng tin cậy cho ngân hàng Vatican. Ngài nói, không chỉ Đức Thánh Cha muốn như thế, nhưng Ngài có khả năng để làm cho nó thành hiện thực. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3, tiếng Trung, cầu cho tất cả mọi nền văn hóa biết tôn trọng các quyền và phẩm giá của người phụ nữ. Ý truyền giáo, cầu cho có nhiều người trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Chúa, dâng hiến đời sống mình để giao rạng phúc âm. Thứ tư lễ cho tại Roma, lúc 4:30 chiều thứ tư năm tháng 3, Đức Thánh Cha đã trực sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Việt Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh. Đi trong đoàn trước với Đức Thánh Cha có đông đảo các thành viên và giám mục trong giáo trì Roma, đông đảo tu sĩ dòng Việt Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng này. Trên quãng đường dài 500 m, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thánh hối. Tại bên cùng thánh đường, Thánh Nữ Sabina có từ thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Mao Thạc. Trong bài giảng trước tiên, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cởi mở với Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng giả tạo, trong một nền văn hóa quan tâm tới hành động, tới những gì là hữu dụng. Trong đó vô tình chúng ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của chúng ta. Mùi chay kêu gọi anh chị em hãy tỉnh thức. Hãy nhớ rằng chúng ta là thuộc đạo chứ không phải là Thiên Chúa. Tiếp đến dựa vào bài phúc âm của ngày lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy sống hành trình thiêng liêng một chay bằng việc cầu nguyện chay tịnh và hạnh phúc.
Ngài nói, cả ba điều này bao hàm sự cần thiết này, đó là điều dễ mình về những gì bề ngoài thống trị. Điều đáng kể không phải là cái vẻ bề ngoài, giá trị sự sống không tùy thuộc sự ủng hộ của người khác hoặc thành công, nhưng tùy thuộc điều chúng ta có trong nội tâm. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, có nhà thờ viện tòa là đền thờ thống lĩnh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha. Trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Nam Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu người Việt. Sau thánh lễ tại trụ sở bề trên tổng quyền đoàn Nam Minh, cạnh thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn các cư sĩ Nam Minh tại Roma, đặc biệt là các bề trên 8 tu viện tại thủ đô giáo hội. Buổi chiều ích chung thứ tư lễ tro, trong buổi chiều ích chung sáng thứ tư lễ tro 5 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã ngưng loạt bài về các phép kích thích để đề cập đến mùi chay. Ngài nói rằng mùi chay là cơ hội thuận tiện để chống lại sự thờ ơ trước bạo lực, nghèo đói và suy thoái xã hội. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay thứ tư lễ tro bắt đầu cuộc hành trình mùi chay của chúng ta với sám hối, cầu nguyện và hoán cải để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm hàng năm của giáo hội về mầu nhiệm của cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Những ngày này, giáo hội mời gọi chúng ta suy ngẫm với niềm vui và lòng biết ơn tình yêu bao la của Thiên Chúa được mặc khải trong mầu nhiệm vừa qua và sống trọn vẹn hơn bao giờ cuộc sống chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời tội. Cuộc hành trình canh tân tinh thần như bước chân của Chúa Kitô mời gọi chúng ta phải thừa nhận và đáp trả trước sự gia tăng nghèo nàn về tinh thần và vật chất của chúng ta. Cụ thể, nó có nghĩa là chống lại một cách có ý thức áp lực của một nền văn hóa nghĩ rằng nó có thể làm mọi thứ và không cần có Thiên Chúa. Một nền văn hóa trong đó cha mẹ không còn dạy cho con em biết cầu nguyện, nơi mà bạo lực, nghèo đói và suy thoái xã hội được lợi dụng triệt để. Cầu xin cho mùa chay này là một thời gian thuận tiện để cá nhân và cộng đoàn chú ý đến những lời của tin mừng, suy niệm về các mầu nhiệm của đức tin, thực hành sám hối và bác ái, mở rộng con tim của chúng ta hơn bao giờ trước ân sủng của Thiên Chúa và nhu cầu của anh chị em chúng ta. Buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 3. 40.000 tín hữu đã đội mưa để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 3. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người sống đơn sơ thanh đạm và chia sẻ của cải với các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Đặc biệt trong mùa chay sắp bắt đầu, Ngài cũng kêu gọi các phe liên hệ tại Ukraine vượt thắng các khó khăn để cùng nhau xây dựng tương lai quốc gia, đồng thời cầu mong cộng đồng quốc tế hỗ trợ mọi sáng kiến đối thoại và hòa hợp. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới bài phúc âm Chúa Nhật thứ 8 mùa thường niên, đề cập tới sự quan phòng của Thiên Chúa là một trong các sự thật an ủi nhất. Ngài nói, ngôn sứ Isaiah trình bày sự thật này với một hình ảnh tình yêu thương tràn đầy hiền dịu. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau không? Cho dù có như thế đi chăng nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Isaiah đoạn 49 câu 15. Thiên Chúa quan phòng yêu thương săn sóc lo lắng cho chúng ta. Thật là đẹp biết bao. Lời mời gọi tin tưởng nơi Thiên Chúa này cũng tìm thấy nơi lời Chúa Giêsu trong phúc âm Thánh Matthew. Các con hãy nhìn xem chim trời. Chúng không gieo không gặt, cũng không tích trữ trong kho lẫm. Thế mà cha các con trên trời nuôi chúng. Các con hãy xem các bông huệ mọc ngoài đồng. Chúng không nhọc công, không kéo sợi. Nhưng Thầy bảo cho các con biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Matthew đoạn 6 câu 28 đến câu 29. Khi nghĩ tới biết bao nhiêu người sống trong các điều kiện tạm bợ hay trong bần cùng xúc phạm đến nhân phẩm của họ, các lời này của Chúa Giêsu xem ra trừu tượng, nếu không nói là ảo tưởng. Nhưng trên thực tế, chúng thời sự hơn bao giờ hết. Chúng nhắc cho chúng ta biết rằng không thể phục vụ hai chủ, Thiên Chúa và tiền của. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Cho tới khi nào mỗi người cứ mải miết tìm thu tích cho chính mình, sẽ không có công bằng. Trái lại, nếu chúng ta tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, cùng nhau tìm kiếm nước người, thì khi đó sẽ không có ai phải lâm vào cảnh thiếu thốn những điều cần thiết để sống một cách xứng đáng. Một con tim bị xâm chiếm bởi sự khao khát chiếm hữu của cải thế gian là một con tim trống rỗng Thiên Chúa.
Vì vậy, Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh cáo người giàu, bởi vì họ có nguy cơ lớn đặt an ninh nơi của cải thế gian này. Trong một con tim bị chiếm hữu bởi giàu sang thì không còn chỗ cho đức tin. Trái lại, nếu dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, thì khi đó tình yêu của người sẽ dẫn ta tới chỗ chia sẻ các của cải giàu sang để chúng phục vụ các dự án liên đới và phát triển, như biết bao nhiêu gương sáng cả mới đây nữa trong lịch sử giáo hội chứng minh cho thấy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, con đường mà Chúa Giêsu chỉ ra xem ra có thể ít thực tế đối với tâm thức chung và đối với các vấn đề của cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng nếu suy nghĩ cho thấu đáo, con đường này dẫn chúng ta tới thang giá trị đúng đắn. Chúa nói, sự sống chẳng trọng hơn của ăn và thân xác chẳng trọng hơn áo mặc sao. Matthew đoạn 6 câu 25. Và Đức Thánh Cha rút ra giải pháp cụ thể cho cuộc sống con người như sau. Để cho không ai phải thiếu bánh ăn, nước uống, áo mặc, nhà ở, việc làm và sức khỏe, tất cả chúng ta cần nhận biết mình là con cái của Thiên Chúa Cha trên trời. Vì thế là anh chị em với nhau, và có cung cách hành xử đúng như con cái Chúa và anh chị em với nhau. Và như thế, sự con phòng của Thiên Chúa thể hiện thông qua việc chúng ta phục vụ tha nhân, sự chia sẻ của chúng ta với người khác. Và khi Thiên Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này, chúng ta chỉ có thể đem theo những gì chúng ta đã chia sẻ. Bởi vì anh chị em biết không, khăn liệm xác không có túi, tốt hơn là chia sẻ. Bởi vì chúng ta chỉ mang về trời điều mà chúng ta đã chia sẻ với tha nhân. Tôi đã nhắc lại điều này trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng năm nay. Con đường cho hòa bình chính là tình huynh đệ. Dưới ánh sáng lời Chúa của ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta hãy khẩn nài Đức Trinh Nữ Maria như mẹ sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tín thác cho mẹ cuộc sống của chúng ta, con đường của giáo hội và của nhân loại. Đặc biệt, chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử của mẹ để chúng ta tất cả cố gắng sống một kiểu sống đơn sơ thanh đạm, chú ý tới nhu cầu của các anh chị em cần trợ giúp nhất. Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho dân nước Ukraine đang trải qua tình trạng khó khăn hiện nay. Tưởng cũng nên nhắc lại là, sau khi Quốc hội Ukraine truất phế Tổng thống Viktor Yanukovych, một số hậu duệ người Nga trong vùng Crimea đã đòi hiệp nhất với Nga. Quốc hội Nga đã bỏ phiếu chấp thuận cho Tổng thống Putin gửi binh sĩ Nga sang xâm lược lãnh thổ Crimea của Ukraine. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã mạnh mẽ lên án việc can thiệp quân sự của Nga tại Crimea và coi đó là vi phạm các công ước quốc tế. Nhưng Tổng thống Putin trả lời rằng nước Nga có quyền bảo vệ các lợi lộc của mình trong vùng này. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn và ông Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi mọi phía bình tĩnh đối thoại để tìm giải pháp. Người ta có cảm tưởng thế giới lại trở về thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau khi chào các nhóm tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết mùa chay sẽ bắt đầu trong tuần tới này. Nó là con đường dẫn dân Chúa tiến về lễ phục sinh, con đường của sám hối, chống lại sự dữ với khí giới là lời cầu nguyện, việc ăn chay và lòng thương xót. Nhân loại cần đến công lý hòa giải hòa bình, nhưng sẽ chỉ có chúng khi hết lòng quay trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch của chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy bước vào mùa chay trong tinh thần liên đới huynh đệ với tất cả những ai trong các thời gian này đang bị thử thách bởi bất công và xung khắc bạo lực. Đức Thánh Cha Francisco được đề cử lãnh nhận giải Nobel Hòa Bình. Đức Thánh Cha Francisco đã được lọt vào danh sách những người được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2014. Viện Nobel ở Na Uy đã công bố danh sách 278 người được đề cử. Trong ngày lễ khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể hội thánh hôm 19 tháng 3 năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng kêu gọi hòa bình. Và từ đó đến nay, Ngài liên tục kêu gọi hòa bình, đặc biệt nhất là buổi cam kết cầu nguyện cho hòa bình ở Syria ngày 7 tháng 9 năm ngoái, với hơn 100.000 người tham dự. Trong những tháng tới, Ủy ban Nobel sẽ thu hẹp danh sách và xem xét kỹ lưỡng các ứng cử viên. Họ sẽ công bố người chiến thắng trong tháng 10. Nếu được trao tặng giải này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên nhận được giải Nobel Hòa Bình. Đức Thánh Cha gặp gỡ 60 giám mục và phong trào Focolare trong buổi thức kiến sáng thứ năm ngày 27 tháng 2 dành cho các giám mục bạn của phong trào Focolare tổ ấm
Đức Thánh Cha đề cao linh đạo hiệp thông như một yếu tố cơ bản trong mọi nỗ lực loan báo tin mừng. 60 giám mục đến từ 4 châu lục đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 37 từ ngày 24 đến 28 tháng 2 tại trung tâm của phong trào tổ ấm ở Excel Convento về đề tài đặc tính cổ tương của tình yêu thương giữa các môn đệ Chúa Kitô. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng xã hội ngày nay rất cần chúng ta về một lối sống biểu lộ sự mới mẻ mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đó là anh chị em yêu thương nhau. Mặc dù có những khác biệt về tính tình, gốc gác, tuổi tác, chứng tá này làm nảy sinh ý muốn được tham gia vào biểu tượng cao cả là giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích như sau: khi một người nhận thấy sự yêu thương nhau giữa các môn đệ Chúa Kitô là điều có thể và có khả năng biến đổi chất lượng quan hệ giữa con người với nhau, thì họ cảm thấy được kêu gọi khám phá hoặc tái khám phá Chúa Kitô, cởi mở đối với cuộc gặp gỡ với Chúa hằng sống và đang hoạt động. Họ cũng được thúc đẩy ra khỏi chính mình để đến gặp tha nhân và phổ biến niềm hy vọng họ đã nhận được. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông thư Ngàn Năm Mới Đang Đến, Novo Millennio Ineunte, kêu gọi biến giáo hội thành nhà và trường dạy hiệp thông, và Ngài gọi đây là một thách đố lớn chúng ta cần đương đầu nếu muốn trung thành với ý định của Thiên Chúa và đáp ứng những mong đợi sâu xa của thế giới. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng biến giáo hội thành nhà và trường dạy hiệp thông thực là một điều cơ bản để mọi nỗ lực loan báo tin mừng được hữu hiệu, vì nó biểu lộ ước muốn sâu xa của Chúa Cha, đó là mọi con cái Chúa sống với nhau như anh chị em và biểu lộ ước muốn của Chúa Kitô, ước gì tất cả chúng ta được nên một. Gioan đoạn 17 câu 21. Trong 4 ngày gặp gỡ, các giám mục trao đổi với nhau qua 2 cuộc thảo luận bàn tròn. Thứ nhất, về đề tài, những đường hướng giáo hội nổi bật trong năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hai vị phát biểu gợi ý là Đức Hồng Y João Braz de Aves, người Brazil, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Zani, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Thứ hai, về đề tài, đặc tính công nghị Sinodalita ngày nay dưới ánh sáng giáo huấn và thực hành của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong số các vị trình bày gợi ý trong cuộc thảo luận này có Đức Hồng Y Kurt Kort, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, và hai giám mục khác. Trong hai buổi chiều 25 và 26 tháng 2, các giám mục theo các vùng địa lý, môi trường xã hội và tôn giáo khác nhau đã trình bày những chứng từ bản thân. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Mỹ Latin quan tâm đến giới trẻ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội tại Mỹ Châu Latin đặc biệt quan tâm, tiếp đón, lắng nghe, săn sóc và mời gọi giới trẻ theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ 6, ngày 28 tháng 2, dành cho 45 hồng y, giám mục và chuyên gia cố vấn thuộc Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa họp toàn thể kéo dài 4 ngày tại Vatican từ 25 đến 28 tháng 2 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Mark Ouellet, người Canada, cũng là Tổng trưởng Hội Giám mục. Chủ đề khóa họp là sự cấp thiết về giáo dục và thông truyền đức tin cho giới trẻ Mỹ Châu Latin. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã dựa vào trình thuật tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thiếu niên giàu có và quảng diễn 3 thái độ của Chúa Giêsu mà giáo hội cần noi theo. Trước tiên là đón nhận, một thái độ đi trước mọi việc giảng huấn và sứ vụ tông đồ. Chúa Giêsu yêu thương và đón nhận chàng thanh niên, đặt mình trong hoàn cảnh của mỗi người, kể cả những người chối bỏ Ngài. Đức Thánh Cha nói, đó cũng phải là thái độ của giáo hội, gần gũi người trẻ trong mọi môi trường cuộc sống như học đường, gia đình, nơi làm việc. Quan tâm đến những nhu cầu và khát vọng của người trẻ, không phải về mặt vật chất mà thôi, rất nhiều người trẻ đang gặp những vấn đề trầm trọng. Chúa yêu cầu chúng ta đừng bỏ rơi người trẻ, họ đang cần được cảm thấy được đề cao giá trị trong phẩm giá, được yêu thương và cảm thông. Tiếp đến, Chúa Giêsu đối thoại chân thành và thân mật với chàng thanh niên, lắng nghe những âu lo của anh ta và giải thích dưới ánh sáng kinh thánh. Chúa Giêsu không lên án, không có thành kiến. Giáo hội cũng phải làm sao giúp người trẻ cảm thấy giáo hội là nhà của họ. Không phải chỉ mở cửa mà thôi, nhưng còn phải ra đi tìm kiếm người trẻ. Giáo hội là mẹ và không thể dửng dưng lãnh đạm, nhưng biết những lo lắng của họ và nâng họ lên con tim của Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên đi theo Ngài. Anh hãy bán mọi của cải và đến đây theo Thầy. Luca đoạn 18 câu 22. Đức Thánh Cha nói với các hồng y và các giám mục rằng những lời này không mất tính chất thời sự. Người trẻ cần được nghe những lời ấy từ chúng ta. Họ cần được nghe rằng Chúa Kitô không phải là một nhân vật tiểu thuyết nhưng là một nhân vật sống động. Nếu chúng ta chỉ hài lòng với việc mang lại những an ủi phàm nhân cho người trẻ thì chúng ta đánh lừa họ.
Điều quan trọng là chúng ta cống hiến cho người trẻ điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có, đó là Chúa Kitô. Tin mừng của người cùng với một chân trời mới giúp người trẻ đương đầu với cuộc sống phù hợp với niềm tin sâu xa và nhìn cao trông rộng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, giáo hội tại Mỹ Châu Latin không thể đánh mất kho tàng giới trẻ với tất cả những tiềm năng của họ để giúp xã hội tăng trưởng với những khát vọng cao cả là họp thành một đại gia đình những người anh chị em được hòa giải trong tình thương. 4 ngày họp, các hồng y và giám mục thành viên của ủy ban cũng bàn về ý nghĩa triều đại giáo hoàng của Đức Francisco đối với Mỹ Châu Latin, những đòi hỏi và trách nhiệm thực tại giới trẻ tại Mỹ Châu Latin, tương quan giữa các thế hệ trẻ và chính trị, trong đó có vai trò giáo dục của giáo hội dành cho người trẻ về việc xây dựng hòa bình và công lý. Trong bối cảnh trên đây, các thành viên cũng kiểm điểm thành quả của Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi cuối tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro, bên Brazil, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha tiếp các nhà lãnh đạo công giáo do Thái giáo và Hồi giáo Á canh định. Hôm thứ Năm 27 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 45 nhà lãnh đạo quan trọng của Á canh định vừa trở về từ Thánh Địa sau chuyến viếng thăm từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2. Trong cuộc họp đã diễn ra trong nhà trọ Santa Marta, bao gồm 15 người Do Thái, 15 người Hồi giáo và 15 người Công giáo. Chuyến đi của họ bao gồm nhiều địa điểm mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong cuộc hành hương sắp tới tại Jordan, Israel và Palestine. Trong chuyến viếng thăm thánh địa, nhóm này đã gặp các nhà chức trách chính trị và tôn giáo hàng đầu và đã đến thăm các thánh địa của 3 tôn giáo độc thần. Theo tờ quan sát viên Roma, nhiều thành viên của nhóm bao gồm một số giáo sĩ Do Thái, Hồi giáo và các linh mục đã quen biết Đức Giáo Hoàng từ khi ngài còn Đức Hồng Y Bergoglio, tổng giám mục của Buenos Aires. Họ đã hợp tác với ngài trong cuộc đối thoại liên giáo và làm việc chung với ngài trong một số dự án xã hội và bác ái nhằm giúp những người dân của thủ đô đang trong những tình huống khó khăn. Nhóm này cho biết họ muốn thể hiện tình bạn và sự gần gũi tinh thần với Đức Giáo Hoàng nên muốn kết thúc cuộc hành hương của họ ở Roma để họ có thể gặp Đức Thánh Cha để đưa ra những lời chúc tốt đẹp nhất cho sứ vụ mới của Ngài và cho chuyến đi sắp tới của Đức Thánh Cha đến Thánh Địa. Cuộc họp kéo dài 1 giờ tại Vatican đã được mô tả là một trong những cuộc họp thân ái nhất và được sự tham dự của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Liên tôn với người Do Thái, và Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn. Đức Thánh Cha tiếp Thủ tướng Rumani. Sáng thứ Bảy 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Thủ tướng Chính phủ Rumani là ông Victor Ponta. Sau cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, ông Ponta cũng đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Thủ tướng Rumani đã mang theo lời chào từ Thượng phụ Chính thống Daniel gửi đến Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai vị đã bàn đến các chủ đề về gia đình, giáo dục, tự do tôn giáo và bảo vệ những giá trị chung trong bối cảnh hợp tác song phương giữa Tòa Thánh và Rumani, cũng như trong phạm vi rộng lớn hơn là cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Rumani đã đánh giá cao tiềm năng của giáo hội công giáo trong việc đóng góp vào lợi ích chung của xã hội. Một số vấn đề đáng quan tâm của cộng đồng công giáo ở Rumani cũng được đưa ra thảo luận. Cuối cùng, hai vị đã trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế hiện nay, đặc biệt nhắc lại niềm hy vọng là đối thoại và đàm phán sẽ được theo đuổi để có thể kết thúc các cuộc xung đột đang gây đau thương cho thế giới. Theo thống kê hồi tháng 7 năm ngoái, Rumani hiện có 21.790.500 dân, 81.9% theo chính thống giáo, 6.4% theo Tin lành. Công giáo có 937.000 tín hữu, chiếm 4.3% dân số, được chia thành 3 tổng giáo phận, 8 giáo phận và 1 miền phủ doãn tông tòa. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk nói, những nguy hiểm tại Ukraine vẫn chưa hết. Thượng viện Nga đồng ý xâm lược Ukraine bằng vũ lực. Tuần qua, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk của Công giáo Hy Lạp Ukraine đã sang Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Sau buổi tiếp kiến, Ngài đã dành cho các phóng viên một cuộc báo chung với cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Ngài tường thuật với các khán giả rằng, Đức Thánh Cha hỏi tôi tình hình hiện nay ra sao, tôi trả lời rằng rất là khó khăn. Ngài nói, Đức Cha nói rất đúng, tình hình rất là nguy hiểm. Người đứng đầu giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã cho biết như trên, trong khi kêu gọi Nga tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Ukraine, Đức Tổng giám mục nói,
Ở một số vùng của Ukraine, có những thành phần ly khai kêu gọi nước ngoài xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Serchuk cho biết như trên. Ngài cảnh báo, châu Âu không nên tự cô lập mình trước những vấn đề này vì sớm hay muộn chúng sẽ ảnh hưởng đến toàn châu Âu. Cụ thể, ngài nói, chúng tôi đã nhận được một số dấu hiệu cảnh báo từ chính phủ Nga và chúng tôi rất thận trọng. Tuy nhiên, các sự kiện gần đây đưa ra lý do để hy vọng là Nga hay bất cứ quốc gia nào khác sẽ không cho phép mình quyền xâm phạm chủ quyền của nhà nước Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là Igor Tenyuk cho biết là hôm thứ Sáu Nga đã đưa 6.000 quân và 30 xe thiết giáp xâm lược vùng Crimea của Ukraine. Trong khi đó, sáng thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Quốc hội nước này cho phép sử dụng các lực lượng vũ trang tại Ukraine, chưa đầy 2 giờ sau khi được yêu cầu. Lúc 15 giờ 27 giờ Mạc Tư Khoa, ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 3, Thượng viện Nga đã biểu quyết đồng thuận cho Vladimir Putin sử dụng vũ lực tại Ukraine. Theo Hiến pháp Nga, chỉ cần Thượng viện đồng ý, Tổng thống có thể sử dụng vũ lực tại hải ngoại. Tân Thủ tướng Ukraine là Arseniy Yatsenyuk cho biết Nga đang khiêu khích Ukraine đáp trả cuộc xâm lược của vùng Crimea bằng vũ lực để có lý do mở rộng chiến tranh. Ông nói, sự hiện diện không thích hợp của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine là một sự khiêu khích và những nỗ lực của Nga làm cho Ukraine phản ứng bằng các lực lượng vũ trang đã thất bại. Lịch sử Ukraine chỉ ra rằng trong những tình huống bị Nga xâm lược như thế này, thế giới với những dàn xếp chính trị lắt léo, ngoài những phản ứng yếu ớt và chiếu lệ, sẽ để mặc cho Nga muốn làm gì thì làm tại Ukraine. Trong khi đó, cựu Tổng thống bị truất phế Viktor Yanukovych đã xuất hiện trong một cuộc họp báo tại Rostov trên đất Nga. Ông này vẫn kiên trì lập trường cho mình là Tổng thống hợp hiến của Ukraine và phủ nhận mọi tội ác tại quảng trường Maidan. Thành phố Avila mời Đức Thánh Cha sang thăm nhân kỷ niệm 500 năm sinh nhật Thánh Teresa thành Avila. Thánh nữ Teresa sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại thành Avila, nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Cát Minh năm 1536. Thánh nữ nổi danh vì đã thiết lập thêm 16 tu viện Cát Minh mới. Các tu viện này chứa đầy các nữ tu ham ước cuộc sống thánh thiện. Họ làm nhiều việc hy sinh vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu. Chính Teresa Avila đã nêu gương sáng cho các nữ tu này. Thánh nữ cầu nguyện với rất nhiều tình yêu và thi hành các nhiệm vụ hàng ngày một cách chăm chỉ. Thánh nữ Teresa Avila là nhà lãnh đạo đại tài, cũng như là một người rất mực yêu mến Đức Chúa Giêsu và giáo hội. Teresa Avila về trời vào năm 1582 và được Đức Thánh Cha Gregorio XV phong thánh vào năm 1622. Đến năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tôn phong Thánh Teresa thành Avila làm nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên của giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco khi còn là tổng giám mục thành Tunisia đã nhiều lần thuyết giảng về Thánh Teresa Avila trên truyền hình. Vì thế, một đoàn đại biểu của thành phố Avila đã sang tận Roma để mời Đức Thánh Cha sang thăm thành phố này nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày sinh của thánh nữ được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm tới. Đoàn đại biểu gồm có ông Alicia Garcia, chủ tịch miền Castilla y Leoni, thị trưởng Miguel Macho y Nieto và giáo viên địa phương đã được Đức Thánh Cha tiếp hôm thứ Bảy 1 tháng 3. Tòa thánh chưa đưa ra thông báo nào liên quan đến việc Đức Thánh Cha có nhận lời không. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thành phố Avila tỏ ra rất lạc quan trước triển vọng này. Đức Thánh Cha tiếp các giám mục Tây Ban Nha. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp tất cả các giám mục Tây Ban Nha đang trong những ngày Adlimina viếng mộ các thánh tông đồ và thân tòa thánh. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha là Đức Hồng Y Antonio Maria Rocco Varela. Tổng giám mục Madrid nhắc lại rằng Đức Hồng Y và Colio đã thăm Tây Ban Nha vào năm 2006. Ngài nói, làm thế nào chúng ta có thể quên các bài giảng tĩnh tâm Ngài đã trình bày với các giám mục Tây Ban Nha vào năm 2006, là năm Ngài đã tham dự Hội nghị Thế giới về gia đình ở Valencia. Đức Giáo Hoàng đã trao cho mỗi giám mục một bản văn được in sẵn, yêu cầu các ngài luôn luôn tìm kiếm những con đường mới cho tin mừng. Ngoài ra, Ngài cũng bày tỏ mối quan tâm của mình cho các nền văn hóa thế tục, trong đó Thiên Chúa bị cô lập vào chiều kích riêng tư cuộc sống và bị loại trừ khỏi lĩnh vực công cộng. Các giám mục Tây Ban Nha sẽ tổ chức hội nghị thường niên vào ngày 11 tháng 3 tới đây. Tổng số 83 giám mục Tây Ban Nha đến thăm Roma trong khoảng thời gian 2 tuần. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng với các giám mục nước này. Đức cha Jesus Magui là giám mục giáo phận Orihuela Calicante nói, tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự thoải mái và gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco và sự quan tâm lớn lao của Ngài, thái độ lắng nghe và chú ý đến tất cả các ý kiến khác nhau do các giám mục đưa ra.
Đức cha Julian Barrio là Tổng giám mục Santiago de Compostela nhận xét, đây là một cuộc gặp gỡ vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, thật là đẹp như thời tiết hôm nay. Các giám mục Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ cơ hội để chính thức mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Tây Ban Nha vào năm 2015, là năm đánh dấu 500 năm ngày sinh của Thánh Teresa Avila, nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Walter Casper nói, phụ nữ nên có vai trò rộng lớn hơn trong giáo trường Roma. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Avenir, nhật báo của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Walter Casper nói, phụ nữ nên được tham gia vào việc chuẩn bị cho thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và có một vai trò rộng lớn hơn trong giáo triều Roma. Nếu không có phụ nữ, gia đình chỉ đơn giản là không tồn tại. Thật là vô nghĩa để nói về gia đình mà không lắng nghe họ. Trích dẫn ví dụ của Marianne Landon, giáo sư luật Harvard, người hiện là chủ tịch của giáo hoàng Học viện Khoa học Xã hội. Đức Hồng Y Casper nói, phụ nữ có thể phục vụ ở các vị trí giáo triều, không gắn liền với quyền tài phán, liên kết với bí tích truyền chức thánh. Đức Thánh Cha ban phép lành cho một phụ nữ qua điện thoại. Sáng thứ Hai 3 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên của Liên đoàn Linh cao Italia do Đức Cha Giovanni Scavanavino, giám mục kỹ vụ của giáo phận Oveto Prodi, hướng dẫn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập liên đoàn. Cuộc tiếp kiến diễn ra tại phòng họp Clementine trong dinh tổng tòa. Dịp này, một linh mục đã xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho một phụ nữ qua điện thoại. Ngài đã nhận lời không chút đắn đo. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên rằng kỷ niệm quan trọng này là cơ hội cho họ củng cố và suy tư trên lịch sử và nguồn gốc của họ trong khi đọc những dấu chỉ mới của thời đại. Những người nam nữ ngày nay cần phải gặp gỡ Thiên Chúa để biết Ngài không phải từ tin đồn. Công việc của anh chị em hoàn toàn hướng tới mục đích này và anh chị em thực hiện điều này bằng cách cung cấp không gian và thời gian để lắng nghe mạnh mẽ lời Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Những ai tham dự tĩnh tâm một cách đúng ý nghĩa, cảm nghiệm được sức thu hút và hấp dẫn của Thiên Chúa để trở về đời sống thường ngày và các mối quan hệ hàng ngày với một tâm hồn được canh tân và biến đổi mang theo hương thơm của Đức Kitô. Ngài ca tụng khả năng về tín lý và linh đạo của anh chị em làm việc trong các cuộc tĩnh tâm và những nhà tĩnh tâm, nhưng nhấn mạnh rằng nhân vật chính của đời sống tinh thần luôn luôn là Chúa Thánh Thần, đấng nâng đỡ tất cả mọi thứ chúng ta làm. Một linh mục đến gần Đức Thánh Cha với điện thoại di động trong tay và xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho một người phụ nữ 25 tuổi ở đầu dây bên kia của đường dây điện thoại. Đức Giáo Hoàng đã không chần chừ một giây và đưa ra lời chúc của mình một cách nhanh chóng qua điện thoại. Khủng bố Hồi giáo Boko Haram tàn sát 59 học sinh một trường trung học của Công giáo tại Nigeria. Tối Chủ nhật rạng sáng thứ Hai 24 tháng 2, quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã tấn công vào trường nội trú Federal Government College tại thành phố Beni Yadi của bang Jobe, giết chết ít nhất 59 học sinh. Các em này tuổi từ 11 đến 18 đang ngủ thì bị tấn công. Một số em bị đánh đập dã man trước khi bị thiêu sống. Đây là ngôi trường do Giáo hội Công giáo điều hành với 24 tòa nhà. Tất cả các phòng ốc đều bị thiêu rụi. Các nhân chứng sống sót cho biết bọn khủng bố gồm khoảng 50 người. Boko Haram có nghĩa là giáo dục phương Tây là một tội lỗi. Đây là một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên quan chặt chẽ với Al-Qaeda. Trong 2 năm qua, nhóm này đã tấn công thường dân ở Nigeria, phá hủy các cơ sở hạ tầng của đất nước để tạo ra sự hỗn loạn. Mục tiêu của họ là thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở phía bắc của đất nước. Thủ đoạn tấn công của nhóm này ngày càng phức tạp và tàn bạo hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@thecatholic.net. Xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát thanh tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.